Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch, tức là ngày ký mùi. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì ai trong số chúng ta thì đều mong muốn có một lần được trúng số để có cơ hội là đổi đời, đổi vận giàu sang. Thế nhưng mà cái cơ hội này nó là rất hiếm và hầu như là trong cuộc đời rất ít lần chúng ta có thể gặp được nó. Thậm chí là có người cả đời thì không bao giờ biết đến trúng số là gì. Đó. Vậy thì để có cái cơ hội trúng số thì người ta sẽ dựa vào cái gì? Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cái điều đó. À, thưa quý vị, thì khi xét về một tài vận, một tài lộc, cái vận trình tài lộc, vận trình tiền bạc của một người nào đó thì người ta sẽ thường xét trên ba yếu tố. Thứ nhất là chính tài, thứ hai là thiên tài và thứ ba là cái cái lộc tồn đúng không ạ? Thì trong đó lộc tồn và cái thiên tài là hai thứ mà nó quyết định những cái tài nó đến bất ngờ, nó đến một cách là nhanh chóng mà con người không thể kiểm soát được mà khi mọi người khi một người nào đó mà lâm vận thiên tài thì cái công việc làm ăn tự nhiên nó trở nên dễ dàng hơn cái công cuộc kiếm tiền nó sẽ trở nên dễ dễ dàng hơn bao giờ hết đó và rơi vào vận lộc tồn cũng vậy lộc tồn thì nó cũng là cái lộc mà từ trên trời rơi xuống và gì tiền nó cũng đến nhanh một cách bất ngờ tự nhiên cái công việc nó trở nên hanh thông thuận lợi và mọi việc nó đều được gì suôn sẻ như ý à, qua nhiều nghiên cứu thì các thầy phong thủy cũng như là tử vi học cho thấy là hầu hết những người trúng số thì đề rơi vào vận tài có thể là chính tài có thể là thiên tài và có thể là gì vào cái vận lộc tồn đó À, thì vậy thì trong ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nó có dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch. Thì quý vị đã biết ấy, cái ngày mùng 11 tháng 2 âm lịch nó là ngày Kỷ Mùi. Đấy, ngày Kỷ Mùi thì có ngũ hành thuộc thuộc hỏa. Đó. Và như quý vị đã biết ấy, để xét về cái vận thiên tài thì chúng ta sẽ xét về lộc đúng không ạ? Lộc và thiên tài. À như quý vị đã biết xét về lộc ấy thì cái tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi đúng không ạ? Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi thì không là lộc của ai ai cũng có lộc nhưng mà thìn tuất trừ mùi thì không là lọc của ai nhé vậy nên là trong cái ngày này thì là không ai được nhận lộc cả nhận được thiên lộc cả đó nhưng mà gì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xét đến vấn đề về thiên tài vận thiên tài thì chúng ta có gì thiên tài thì trong thiên tài chúng ta sẽ xét theo cái thiên can đó. và trong tháng kỷ mùi thì chúng ta có kỷ thổ đó mùi là mùi cũng là thổ đấy kỷ thì gì cái gì khắc được cái thổ thì là gọi là thiên tài vậy nên trong ngày 11 tháng 2 âm lịch ấy thì chúng ta có gì có ất để ất là mộc đúng không ất mộc khắc kỷ thổ ất mộc khắc kỷ thổ à, khắc kỷ thổ vậy nên là những người mà có thiên can là ất này này thì sẽ được rơi vào vận thiên tài đó. những người có thiên can ất thì sẽ bao gồm tuổi sau những người sinh năm 1985 1985 là tuổi ất sửu 1975 là tuổi ất mão 1965 là tuổi ất tỵ 1955 là tuổi ất mùi và 1 1945 là tuổi ất dậu cuối cùng là gì 1995 là tuổi ất hợi đúng không ạ thì những người tuổi ất ất sửu ấy những người tuổi ất sửu ấy cũng hành thuộc kim ất mão ảnh ất cũng hành thuộc thủy ất tỵ cũng hành thuộc hỏa ất mùi cũng hành thuộc kim Đó. ất dậu cũng hành thuộc thủy và ất hợi cũng hành thuộc thuộc hỏa Đó thì để xét xem những tuổi nó may mắn nhất thì chúng ta dựa vào âm dương ngũ hành để chúng ta xét đúng không ạ để ta xét và cái ưu tiên đầu tiên ấy là được ngày sinh cho tức là cái ngày của ngũ hành của mùi ấy, cái mùi ấy, thì ngũ hành thuộc hỏa hỏa thì sinh ra thổ đúng không ạ vị trí là chúng ta sẽ ưu tiên số 1 là những cái con giáp có ngũ hành thuộc thuộc thổ thứ hai là gì những người có ngũ hành là tỉ hòa với ngày tức là ưu tiên những người mà có ngũ hành thuộc hỏa là ưu tiên thứ hai và thứ ba là gì những người mà khắc được ngày Nó thủy khắc hỏa vậy trí là ưu tiên thứ ba là những người mệnh thủy đó. vậy là trong cái trong cái năm con giáp thiên tài đầu tiên này thì chúng ta có gì ngũ hành thuộc thổ thì không có con giáp nào ngũ hành thuộc hỏa thì chúng ta có tuổi 1995 là tuổi ất hợi và tuổi 1965 là tuổi ất tỵ đó là hai con giáp thuộc hỏa thì chúng ta sẽ so có con giáp này may mắn đầu tiên đầu tiên là số 1 là những người tuổi những người tuổi ất hợi 1995 và số 2 là ất tỵ là 1965 đó Tiếp theo không có thuộc thủy thì chúng ta có 1945 là ất dậu và 1975 là ất mão. Thì cái tuổi ất mão nó là may mắn thứ ba và cái tuổi ất tỵ là con giáp may mắn thứ thứ tư. Đó. Đó là bốn con giáp may mắn được vận thiên tài trong cái ngày kỷ mùi ngày 11 tháng 2 âm lịch. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta gọi sẽ có sẽ bốn con giáp đầu tiên là một là 1995 là ất hợi này. Hai là 1965 là ất tỵ, đúng Ba là 1945 là ất 3 là 1975 là ất mão và 4 là 1945 hoặc là 2005 là rộng đó thưa quý vị thì ngoài cái xét về thiên tài của năm ra ấy, thì chúng ta cũng xét xem cái thiên can ẩn tàng thì trong lá số bất tự bao giờ cũng vậy để xét về một cái vận nào đó thì chúng ta xét là cái vận ẩn tàng nữa thì trong mỗi địa chi thì bao giờ cũng có ẩn tàng những thiên can có những con giáp thì ẩn tàng một thiên can có những con giáp ẩn tàng hai có những con giáp ẩn tàng ba thiên can ví dụ như là tuổi tý thì ẩn tàng là quý đúng không ạ tuổi mão thì ẩn tàng là ất còn tuổi ngọ thì là gì đinh và kỷ tuế mùi thì là nó ẩn tàng ba thiên can là ất đúng không kỳ ất và đinh đó như vậy chúng ta xem xem là cái với cái thiên can ẩn tàng là Kỷ ẩn tàng là Kỷ thì cũng tương tự như là cái gì cái thiên can của của của, của ngày Đó là ngày kỷ mùi thì kỷ chúng ta cũng có năm con giáp đúng không năm con giáp thiên can kỷ chúng ta cũng sẽ có tiền được bốn con giáp mà được may mắn nhất đó là gì một chín là 1965 3 là 1975 và 4 là 1945 hay là 2005. Đó. Như vậy là gì? Những người mà có thiên can ất những người mà có thiên can ất đúng không Thì chúng ta được may mắn hai lần. Vị trí là cái cơ hội chứng số của những con giáp này sẽ được tăng lên gấp đôi. Đó, đó là những người có thiên can ất. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có thiên can thiên can thiên can ất đúng không ạ? Thiên can ất thì gì? Thiên tài thứ hai là của thiên can ẩn tàng là thiên can ất. Thiên can ất thì chúng ta có thể tân gặp ất đúng không ạ? Tân mà gặp gì ất thì là thì là thiên tài đúng không? Mà tân thì chúng ta sẽ có gì tân này Đấy, thì chúng ta sẽ có này tân sửu này tân mão này tân tỵ này tân uh, mùi này tân dậu này và tân hợi đó và tân hợi thì tuổi tân sửu tân mão tân tỵ tân mùi tân dậu và tân hợi thì tân sửu ngũ hành nó thuộc thổ Tân Mão ngũ hành thuộc mộc. Tân Tỵ ngũ hành thuộc kim. Tân Mùi ngũ hành thuộc thổ. Tân Dậu ngũ hành thuộc mộc và Tân Hợi ngũ hành thuộc kim. Đó. Vị trí là khi xét với cái 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 thiên à cái, cái vị trí là sau khi xét với cái ngũ hành của ngày ấy, nó là thổ hỏa thì ưu tiên số 1 của chúng ta là thổ. Vậy nên là những con giáp may mắn, những con giáp có thiên can tân này này, may mắn. Đầu tiên thì là những người tuổi Sửu và tuổi Mùi, một. Thứ hai là tuổi Bề Mùi là con giáp về ba thứ hai. Đó. Tiếp đến là chúng ta ưu tiên ngũ hành thuộc hỏa. Hỏa thì trong 6 con giáp này thì không có con giáp nào ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp đến chúng ta xét ngũ hành thuộc thủy, thủy thì cũng không có đúng không ạ? Như vậy những người có thiên can Tân ấy thì chúng ta sẽ có hai con giáp may mắn đó là tuổi xíu và tuổi và tuổi Mùi. Và thiên tài tiếp theo, thiên tài ẩn tàng tiếp theo là chúng ta có gì? Thiên can gì? Đinh đúng không ạ? Đinh thì là quý sinh đinh ạ, quý gặp đinh là thiên tài đúng không ạ? Quý này mà gặp đinh thì là thiên tài đúng không ạ? Thì quý chúng ta sẽ có những tuổi sau. Chúng ta có quý sửu ạ? quý sửu là 1973. Đấy. Quý mão là 1963. Quý tỵ là 1953. Quý mùi là 1943 hay là 2003. Quý dậu là 1993 và quý hợi là 1983. Đó. Thì tuổi quý chúng ta cũng có ngũ hành tương ứng như sau. Quý sửu 1973 là ngũ hành thuộc mộc, Quý Mão 1963 là ngũ hành thuộc kim. Quý Tỵ 1953 là ngũ hành thuộc thủy. Đấy. Quý Mùi là thuộc mộc. Quý Dậu là thuộc kim và Quý Hợi là thuộc thủy. Đó. Như vậy cũng dựa vào cái tương tác tương quan giữa cái uh, thiên tài và cái ngày đúng không Và ngũ hành của ngày thì chúng ta có lựa chọn ra ưu tiên số 1 là ngũ hành thuộc thổ thì thổ trong những người tuổi quý thì không có con giáp nào thuộc thổ. Thứ hai là ngũ hành thuộc hỏa. hóa thì trong các thiên can quý này cũng không có ngũ hành thuộc hỏa. Như vậy chỉ còn ngũ hành thuộc thuộc thủy. Thuộc thủy thì chúng ta sẽ có gì? Quý Tỵ. Quý Tỵ là những người sinh năm 1953 hay là 2013. và quý hợi là 1983 đúng không ạ? Là con giáp may mắn thứ hai. Đó. Như vậy là tổng quan lại thì trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch thì chúng ta có những con giáp may mắn sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1995 là tuổi Ất Hợi. Thứ hai là những người sinh năm 1965 là tuổi Ất Tỵ. Thứ ba là những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão và thứ tư là những người sinh năm 1945 là tuổi Ất Dậu. Thứ năm là những người sinh năm 1961 là, là Tân Sửu. Thứ sáu là những người sinh năm 1991 là Tân Mùi. Thứ bảy là những người sinh năm 1953 là tuổi Quý Tỵ. Và thứ tám là những người sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi. Đó. Đó là những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch đấy may mắn về cái vận tiền bạc nhé còn vận khác chúng ta sẽ xét trong những video khác trong video này chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp may mắn ở vận về tiền bạc mà thôi thì đây là những con giáp mà cực kỳ may mắn gặp được cái vận thiên tài ạ trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch này sẽ có được cái tài vận nó ập đến mà nó đến một cách bất ngờ mà chúng ta không thể lường trước được đó đó người ta gọi là vận thiên tài đó đó là những con giáp may mắn trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch có cơ hội là vận có cơ hội gặp được cái vận may tiền bạc trong ngày 11 tháng 2 và gì có cơ hội là trúng số đời đời đó. À, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 11 tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.